Chào thế anh em buổi chiều. Hôm nay á, là đang chuẩn bị á, bán cái cục điện. Hàng là rất là hiếm nha anh em. Đây. Hiếm lắm. Đây. Thử để chuẩn bị thử hai cục. Lấy một cục nữa ra đi. Đấy, hít nó hít kia mạnh lắm, nó được cái cây vít lên hít rất là mạnh, thấy không? Quẹt quẹt. Ngày xưa nó có cái cục để đo, nó có cái đồng hồ để đo, đo riết, đo ôm riết cái đồng hồ nó cũng hư luôn. Phải mua cái đồng hồ khác. Cục này rất là quan trọng nha anh em. Hàng rất là hiếm. Mình bán giá cũng không tầm thường đâu. Hàng riêng mà Yuken nó nói mình bán rất là mắc, 24V ha. Đấy. Thôi cục nữa để chuẩn bị giao khách hai cục. Đấy, nó hít như vậy, nó hít cái cây này, nó nhảy cái cây lên, cái cây mình để không, nó nhảy lên này. Đấy, nó hít kêu cà cọc, không? Ok, chúc anh em buổi chiều mua máy bán đắt nha.